Mến chào các khán thính giả thân thiết đang theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn chúng tôi để lắng nghe lúc này và hãy tiếp tục theo dõi kênh để đón xem nhiều thông tin hữu ích nữa nhé. Thưa quý vị, đối với phụ nữ mà nói thì nhan sắc, ngoại hình có lẽ là điều quan trọng nhất. Điều mà chị em nào cũng luôn khao khát đó là trẻ mãi như tuổi đôi mươi. Có lẽ đó là một khao khát đi ngược lại với quy luật tự nhiên, nhưng mà chắc chắn có thể thành hiện thực, thưa quý vị, nếu như biết cách ấn vào 4 huyệt đạo sau đây mỗi ngày. Cùng tìm hiểu ngay và kiểm chứng sự hiệu nghiệm của phương pháp này, quý vị nhé! Phụ nữ biết ấn 4 huyệt này, người sẽ trẻ mãi không già. Hiệu nghiệm thần kỳ để giữ gìn nhan sắc. Kính chào quý cô bác đang theo dõi video của Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác, đặc biệt là các chị em thân mến, trên gương mặt của chúng ta vốn có một số huyệt có liên quan trực tiếp tới làn da và thần thái của gương mặt. Nếu như quý cô bác và các chị em phụ nữ biết lưu ý và day ấn chăm sóc những huyệt đạo đặc biệt này thường xuyên thì sẽ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời trong việc giữ gìn, cải thiện nhan sắc và chống lão hóa hiệu quả. Video ngày hôm nay của Tuệ Tâm Giác Ngộ sẽ thông tin đến quý cô bác 4 vị trí huyệt đạo thần kỳ nắm giữ nhan sắc của các chị em phụ nữ, để từ đó giúp quý cô bác, chị em biết cách giữ gìn và làm thăng hạng nhan sắc của bản thân. 1. Huyệt tứ bạch. Thưa quý cô bác thân mến, huyệt tứ bạch là một huyệt nằm ở điểm vuông góc giữa sống mũi và mắt, cách mí mắt dưới khoảng 0,5cm và nằm ngay đỉnh xương gò má. Nếu các bác biết cách massage đúng cách cho huyệt này thì không những giúp cho mắt sáng khỏe mạnh mà còn có thể hỗ trợ giảm cơn nhức đầu, chóng mặt một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, nếu chị em phụ nữ day ấn huyệt tứ bạch này thường xuyên thì còn có thể làm thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể và làm giảm thâm quầng mắt một cách vô cùng hiệu quả. 2. Huyệt ế phong. Theo đông y thì vùng tai là nơi chứa rất nhiều huyệt đạo quan trọng đối với sức khỏe của quý cô bác. Trong đó đặc biệt phải kể đến huyệt ế phong. Huyệt ế phong là một huyệt đạo nằm ở ngay chỗ lõm vùng sau của dái tai. Thường xuyên xoa bóp huyệt vị ế phong này sẽ giúp cho làn da của quý cô bác trở nên sáng mịn, căng bóng, cũng như giúp cải thiện các triệu chứng liên quan đến tai như ù tai, hay đỏ và sưng tai. 3. Huyệt quyền liêu. Thưa quý cô bác thân mến, quyền liêu là tên của một huyệt đạo nằm ở ngay vị trí lõm dưới phần xương gò má, nằm ở điểm vuông góc giữa phần đuôi mắt với phần chóp mũi. Nếu lưu ý và thường xuyên ấn vùng huyệt này đúng cách, gương mặt của quý cô bác và chị em sẽ trở nên hồng hào, làn da sẽ trông tươi trẻ và hạn chế sự chảy xệ không mong muốn. 4. Huyệt địa thương. Theo y học cổ truyền thì huyệt địa thương là một huyệt vị nằm ở vị trí giao nhau của rãnh mũi và hai mép miệng, cụ thể là từ khóe mép ngang ra 0,4 tấc. Khi ấn huyệt địa thương thường xuyên thì những nếp nhăn quanh miệng của cô bác sẽ được làm mờ dần đi, cơ mặt được nâng lên trông thấy và làn da mặt của quý cô bác, chị em cũng sẽ trông căng láng, mịn màng hơn. Cách day ấn đúng cách các huyệt trên để giữ cho da mặt luôn căng mịn và hồng hào. Để quý cô bác hình dung rõ hơn về cách day ấn các huyệt đạo đúng cách thì phần tiếp theo của video ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho cô bác các bước day ấn massage các huyệt đạo này để giữ cho vẻ ngoài luôn được tươi trẻ lâu, vô cùng đơn giản. Bước 1. Tẩy trang sạch sẽ. Trước khi day ấn massage huyệt đạo thì quý cô bác và chị em cần phải tẩy trang và rửa mặt thật sạch sẽ. Sau đó quý cô bác sẽ tiến hành thấm khô da mặt bằng một chiếc khăn lông mềm. Tiếp đến là thoa một lớp kem massage chứa dưỡng chất lên da. Lưu ý rằng, nếu không có kem massage thì quý cô bác và chị em có thể thay kem massage bằng dầu dừa hoặc dầu ô liu. Bước 2. Thực hành day ấn. Trước khi thực hành day ấn các huyệt đạo trên mặt thì việc đầu tiên quý cô bác cần làm đó là xoa hai bàn tay vào nhau cho đến khi cảm thấy ấm nóng. Tiếp đến cô bác sẽ úp cả hai bàn tay vào mắt và da mặt để thư giãn và thả lỏng. Sau đó, cô bác và chị em sẽ dùng ngón trỏ ấn nhẹ nhàng và lần lượt vào 4 huyệt tứ bạch, ế phong, quyền liêu và địa thương. Đối với mỗi huyệt này, cô bác sẽ hít vào và ấn giữ khoảng 30 giây rồi thở ra và nhẹ nhàng đẩy ngón tay massage lên xuống.
Cô bác chỉ cần thực hiện tương tự các động tác này với cả 4 huyệt một cách thường xuyên thì đã có thể cảm nhận được sự chuyển biến tốt đối với sức khỏe và nhan sắc của mình rồi đấy. Bước 3. Rửa mặt và dưỡng da. Sau khi thực hiện bước massage các huyệt đạo với kem, dầu dưỡng thì quý cô bác và chị em sẽ rửa mặt lại bằng nước ấm rồi dùng khăn bông thấm lau cho thật khô. Tuy nhiên trong lúc lau mặt thì quý cô bác và chị em lưu ý tránh lau quá mạnh tay vì như thế rất dễ làm vùng da mặt bị tổn thương và chảy xệ. Cuối cùng sau khi đã rửa và lau mặt sạch thì quý cô bác và các chị em đã có thể bắt đầu quy trình dưỡng da cơ bản hàng ngày của mình với toner, serum, dưỡng ẩm rồi đấy. Vâng, trẻ lâu, trẻ mãi không già. Đó là ước ao của mọi chị em phụ nữ thưa quý vị. Thế nhưng việc chăm sóc, tác động từ bên ngoài là không đủ. Ngoài vẻ đẹp trên gương mặt thì chị em cũng nên quan tâm đến vóc dáng. Và cách tốt nhất để tác động tới vóc dáng, ngoại hình của chị em, đó chính là thực phẩm chúng ta tiêu thụ mỗi ngày. Để có được một vóc dáng thon gọn, ngoại hình trẻ đẹp, chị em phụ nữ nhớ tránh xa 3 thói quen ăn uống không tốt sau đây nhé. Chúc các bạn luôn xinh đẹp. Phụ nữ muốn trẻ lâu, ít nếp nhăn, phải tránh xa 3 thói quen ăn uống sau, kẻo chưa già, chồng đã như bà cụ. Thưa quý cô bác và quý chị em thân mến, trên thực tế có rất nhiều thói quen của chị em tưởng là vô hại. Thế nhưng lại là nguyên nhân khiến cho nhan sắc ngày càng tàn tạ, lão hóa đến sớm hơn. Với phụ nữ, tuổi tác luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất. Bởi tuổi càng cao thì các nếp nhăn, lão hóa sẽ càng xuất hiện nhiều và khiến cho nhan sắc của chị em xuống cấp hơn. Một khi đã bước qua ngưỡng của tuổi 35, các dấu hiệu lão hóa cũng sẽ dần xuất hiện rõ hơn, khiến chị em trông già hơn trước tuổi. Tuy nhiên, thay vì cứ mãi đi tìm đến các phương pháp chống lão hóa công nghiệp để níu giữ tuổi xuân của mình, thì hãy nhìn lại xem chị em có mắc phải một trong 3 sai lầm sau đây không nhé. 1. Ăn nhiều đồ ngọt. Thưa quý cô bác thân mến, với người lớn tuổi thì việc tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt sẽ dẫn đến béo phì, lão hóa da sớm và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, tiểu đường. Đặc biệt khi chị em phụ nữ ăn quá nhiều đồ ngọt thì lượng đường thừa khi đi vào trong cơ thể sẽ làm phá hủy collagen, khiến độ đàn hồi của da trở nên kém hơn, gây xuất hiện các nếp nhăn và tàn nhang khi còn trẻ. Bên cạnh đó, đồ ngọt còn làm tăng quá trình viêm nhiễm, khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh dưới da, gây bít tắc lỗ chân lông và tạo mụn. Da rẻ của trẻ em lúc này sẽ xuất hiện tình trạng sưng phù, tấy đỏ dài ngày, mí mắt sưng húp, có quầng thâm và còn bị cả nhiệt miệng. Cứ duy trì thói quen ăn uống nhiều đồ ngọt như thế này thì nhan sắc của quý cô bác và chị em sẽ nhanh chóng tàn phai, mà dù có dùng mỹ phẩm đắt tiền cũng khó cứu được. 2. Ăn thiếu chất. Là phụ nữ, ai trong quý cô bác và các chị em cũng sẽ từng có đôi ba lần ăn kiêng trong cuộc đời. Nhất là trước những dịp quan trọng, cần đến phô bày ngoại hình. Thế nhưng hiện nay rất nhiều chị em lại đang nhịn ăn hoặc cắt giảm hoàn toàn mọi thực phẩm nhiều calo để cơ thể nhanh ốm lại. Mà chính thói quen này lại là tác nhân gây lão hóa cực nhanh, cực nguy hiểm. Cụ thể, việc ăn kiêng thiếu chất sẽ làm cho cơ thể của quý cô bác không có đủ vitamin để nuôi dưỡng cho làn da, khiến da nhanh bị nhão và mất đi khả năng đàn hồi. Vào năm 2013, các nhà khoa học Mỹ đã xác nhận những người ăn uống đầy đủ sẽ có làn da sáng đẹp và quá trình lão hóa đến với họ cũng đến chậm hơn rất nhiều. Quý cô bác thân mến, một chế độ ăn kiêng không có chất béo cũng là nguyên nhân làm cho làn da mất đi độ ẩm, khiến da bị khô và không còn săn chắc. Lúc này, da sẽ thiếu những dưỡng chất cần thiết để tái tạo, phục hồi và nhanh chóng trở nên sần sùi. Vậy nên, nếu muốn giảm cân nhưng vẫn khỏe đẹp thì quý cô bác và chị em hãy tìm hiểu và áp dụng các chế độ ăn kiêng thật khoa học và đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhóm dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của mình. 3. Lười uống nước. Lười uống nước là một thói quen xấu nhưng dễ dàng bị chúng ta mắc phải. Đặc biệt vào những ngày cuối năm trời se lạnh, quý cô bác và chị em sẽ rất lười uống nước vì cơ thể ít bị thoát mồ hôi và ít cảm thấy khát nước hơn. Tuy nhiên, việc lười uống nước không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm cho làn da của quý cô bác và chị em bị lão hóa rất nhanh. Thưa quý cô bác thân mến, từ đó có thể thấy rằng việc uống nước là rất quan trọng.
Nó sẽ cung cấp cho làn da của chúng ta lượng chất ẩm cần thiết để phục hồi, giúp da luôn căng mịn và khỏe từ bên trong. Ngược lại, việc lười uống nước khiến cho cơ thể không bài tiết được độc tố bên trong, gây mụn trứng cá và làm cho da sạm rất nhanh. Nếu việc lười uống nước này cứ diễn ra trong thời gian dài thì sẽ làm tăng tốc độ lão hóa da của cơ thể quý cô bác đấy ạ. Và quý cô bác thân mến, lưu ý rằng lượng nước cần thiết cho mỗi người là khoảng từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, tùy theo nhu cầu mà da giảm thêm. Với những cô bác, chị em hay vận động nhiều hoặc làm việc văn phòng có điều hòa thì da rất dễ bị khô, nên tăng cường uống hàng ngày để cung cấp đủ độ ẩm cho da. Những lưu ý để duy trì làn da trẻ khỏe dài lâu. Lão hóa là quá trình tự nhiên không ai có thể tránh khỏi. Dù không ngăn chặn được hoàn toàn nhưng vẫn có thể trì hoãn, làm chậm quá trình này bằng những phương pháp tự nhiên. Và phần tiếp sau đây của video ngày hôm nay sẽ thông tin đến quý cô bác và quý chị em một số phương pháp hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa. 1. Giảm tiêu thụ đường, vì đây là tác nhân phá vỡ collagen trong cơ thể. Khi cô bác và chị em càng ít ăn ngọt thì quá trình lão hóa cũng đến chậm hơn. 2. Tăng cường các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như rau xanh, trái cây, các loại hạt, v.v. 3. Luôn giữ trọng lượng cân đối, không nên quá mập hoặc quá ốm vì rất dễ bị tác động lên ngoại hình. 4. Ngủ đủ giấc 7 đến 9 tiếng mỗi đêm, không thức khuya và hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử. 5. Hạn chế stress và áp lực tối thiểu nhất có thể. Thay vào đó, quý cô bác và chị em hãy tìm cho mình những sở thích để giải tỏa căng thẳng, để từ đó mà giúp cho ngoại hình tươi trẻ, giàu sức sống hơn. Vậy là video ngày hôm nay của chúng tôi đã cung cấp cho quý cô bác và chị em khá thông tin hữu ích và thú vị về việc cải thiện quá trình lão hóa của da, cũng như các phương pháp hay để làm trẻ hóa nhan sắc. Hy vọng rằng qua video này, quý cô bác và chị em sẽ biết cách chăm sóc cho bản thân tốt hơn. Còn bây giờ thì kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.